Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người. Một ngày mới, ngày đầu tuần thứ hai, mọi việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi, may mắn và vui vẻ bà con nha. Thưa bà con và mọi người, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, mình đại phương hào sẽ quay trở lại quay giải cả cà phê, giả tiêu tại cả địa phương, các tỉnh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần. Xem thì đều đã xa bà con nha. Mong bà con, mong mọi người lúc nào cũng ngồi kính đại phương hào mình. Xin chân thành cảm ơn bà con và mọi người rất nhiều. Sau đây mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bản nhạc cà phê, bản nhạc tiêu ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần nha. Thưa bà con, sau đây là bản giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 25 tháng 3 năm 2024. Sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu xô sáng hôm nay ngày thứ hai đầu tuần tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.